Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Như vậy là tựa game Lời Nguyền Quỷ Dữ cũng đã cập nhật xong rồi. Từ 0 giờ sáng ngày hôm qua đến 2 giờ sáng thì phiên bản mới nhất được cập nhật nha anh em. Hiện tại trước đấy chúng ta có vị tướng Ma Quy cực kỳ là khủng khiếp luôn. Do là một cái khả năng lỗi đến từ skill 3 khiến cho em này trở nên bá đạo bất thường. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test xem là sau bản cập nhật thì em nói như thế nào, và sau cập nhật thì chúng ta chơi em gì đây. Let's go, chiến thử nha. Mình cũng có nâng em Ma Quy lên rồi để test cho anh em luôn nè. Đấy, có 8 sao ngay. Test thử xem đánh đấm như thế nào nha anh em. Sukuna thì vẫn cứ là ok thôi. Từ đầu đến bây giờ thì có mỗi em Sukuna là ổn định nhất. Vẫn vậy, sức sát thương gây ra vẫn khủng khiếp, vẫn đam to và vẫn giữ được vị thế của mình anh em ạ. Rồi, còn thầy Gojo cũng vậy nha. Ui à, Yuki thì cũng tạm được. Ana thì thôi, phê rồi. Đó, anh em thể thấy là skill 1 thì vẫn vậy nha, đánh hai người trước này. Sukuna, ok, kết liễu một em. Ây à. Rơi cả một xe cứu thương vào đầu. Con này là con gì có skill dị thế nhỉ? Ây à, đóng băng ghê vậy. Rồi, Ana đặc vụ, nó làm gì đây? Nó búp. Đứa búp máu cái tên là ê. Rồi, mày làm gì? À, hồi máu à. Và bây giờ đến lượt thầy Gojo này. Thầy đánh hơi bị khủng đấy anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Sức sát thương của thầy gây ra là kinh đấy. U là trời. Một đá đến từ Yuki đau chứ. Có bạo kích là được này. Thầy phải nằm xuống rồi nhưng không sao. Vẫn còn đó chính là Hana, có thể búp được một chút. Đây, ok, đấy, như vậy là sau khi cập nhật xong thì skill của em Maki không còn đánh toàn thể các mục tiêu nữa, mà thay vào đó nó chỉ đánh một mục tiêu thôi. Và nếu như không kết liễu được thì nó sẽ không tiếp tục đánh. Còn nếu như kết liễu được một mục tiêu thì nó mới là truy kích tiếp. Ok nha. Đánh luôn. Ây à. Ui à. Ok, múc nó đi. Thầy Gojo thủ hơi yếu nha, vì nó đánh cho hẹo rồi. Nhưng khả năng cao là vẫn chiến thắng. Wow. Nhưng mà sức sát thương của thầy gây ra vẫn là ghê gớm nhỉ anh em nhỉ. Đúng là kinh đấy. Thế thì sau khi Maki bị gọi là cho về đúng vị thế của mình thì mình thấy sức sát thương gây ra vẫn cứ là thầy thôi. Thế thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là nâng cấp cho Sukuna của mình lên E1 anh em nhé. Với em Yuki này của mình thì đã nâng lên 9 sao rồi. Nhưng mà anh em yên tâm đi, có lẽ là mình sẽ làm phôi cho Sukuna trong video ngày hôm nay luôn anh em ạ. Nhưng mà trước tiên thì mình phải kiếm thêm gần 5.000 cái thúc tiến hóa nữa anh em ơi. Thì thông thường mình có hai cách kiếm, một là trong phần tháp thần. Cái tháp thần này thì mình kiếm cũng ok này, có khá là nhiều cái thúc tiến hóa ở trong này. Nhưng đến một thời điểm mà chúng ta sẽ bị mắc kẹt thì sẽ làm như thế nào để mình đánh xem. À, mình vẫn vượt được này. Thế thì mình sẽ ưu tiên nhé, ưu tiên vượt ở trong cái tháp thần này trước. Còn nếu như anh em nào mà có nhiều kim cương đấy thì chúng ta sẽ chơi ở một chỗ khác kiếm nhanh hơn ở trong này. Nhưng mà kim cương vơi đi thì cũng khá khá đấy. Nếu như anh em mà không nạp thì kim cương chắc là cũng hơi khó kiếm đúng không? Mình thì mình nạp vào đây nên là mình có một số những cái quỹ hỗ trợ cho mình được rất là nhiều kim cương đấy. Thế cho nên là mình chơi kiểu đấy được. Còn anh em mình chắc là cố gắng là đi vượt trong tháp thần thôi. Ok, bên kia có Toji. Đây, Maki. Ai à, đau này. Thử xem nào thầy Gojo. Ôi ôi ôi, thầy vẫn bá quá anh em ạ. Được đấy. Ok là đấy thầy ạ. Tuyệt vời nha. Đây để mình chỉ cho anh em nào mà có nhiều kim cương mà chưa biết cách kiếm thuốc tiến hóa nhé. Đấy. Giảm 50. Đây này, cứ giảm 50% là phẹt. Mất 500 kim cương nhưng mình có được 1.000 thuốc tiến hóa này. Làm mới. Đấy. Đấy. Cách kiếm của người có nhiều kim cương anh em nhá. Nên là anh em nào ít kim cương đừng bắt chiếc này. Ui à. Chưa thấy đâu. Lướt phải thật nhanh này. Mắt phải đảo như ngàn con luôn. 80%. Đấy. Mà mua bằng vàng thì ok nhá. Cái này 30% thì thôi bỏ qua luôn này. Đấy. Lại 50%. Úi xòi. Được ngay là mình sắp đủ đến nơi này. Lướt phát. À đây. Mua cái này nữa anh em ạ. Vé ra đánh chiến trường. Khá là ngon. 30% bỏ qua luôn. Ok luôn. Không có 5. Ủa, nãy giờ không ra 50% nhỉ? Ơ kìa, ảo thế. Ok, đấy, lại có thêm này.
nhanh hơn đi leo tháp rất nhiều. Nếu như anh em leo 10 tháp thì mới được 1500 thuốc tiến hóa. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình cứ reset, đây là mất 500 kim cương và mình đã có được 1000 rồi. Thế thành ra là có nhiều kim cương mà xả vào đây là cũng được. Đấy, ok không anh em? Ê à, mình mua thêm cái này nữa khả năng là đủ đấy. Tướng đây, lên đấy, thừa 800 rồi. À, bây giờ phải đi nâng một em Sukuna lên 6 sao nữa anh em ơi. Bỏ vớt cái này đi, nhìn cho đỡ ngứa mắt này. Phòng thí nghiệm dị năng. Bây giờ thì Sukuna của mình liệu có lên được 6 sao hay không đây? Ôi, bị thiếu em gì này? Thiếu một em Yuchi. Wow, thốn vậy. Thiếu một Yuchi 5 sao này anh em này. À, trong túi của mình có mảnh 4 sao. Ở bên sức mạnh mình sẽ mở hết full luôn à. 100 mảnh. Tiếp tục đi. Ok này. Ghép nha anh em. Ờ, mình có thêm được một em Sukuna nữa này. À, ra đúng hai em Yuchi luôn kìa. Ảo thật đấy. Được của lót, được của lót, được của lót. Đi chiêu mộ xem nào. Bỏ qua hiệu ứng. Chiêu mộ X10. Yuchi đi. Yuta. Thêm 10 lần nữa xem nào. U là trời, không có. Tích điểm, mở xem được cái gì không. Ui dồi ôi, cái thằng này trông ngứa mắt thế nhờ. Mốc 7 ngày. À, nhận luôn, nhận luôn. Nhiều này. Cái này thì để dùng nâng cấp cái chú cụ anh em ạ. Nhận. Ok. Ủa bên này có cái gì ta? À, mảnh. Cố lên, ra được Yuchi tốt này. Nhận. Rồi. Gói phúc lợi. Cái này ok này. Cái này ok này. Wow. Chiêu mộ tiếp. Ra luôn Yuchi tốt này. Ê, 4 sao. Nhưng có mây mây này. Quay lại xem nào. Biết đâu lại đủ nâng cấp trong túi đồ mảnh tướng. Ghép luôn. Ok. Em gì đấy? Manami. Khoái thế nhở. Phòng thí nghiệm dị năng xem nào. Yuchi. Đây rồi. Vừa đủ anh em ạ. Đấy. Chọn luôn. Ghép. Ngon ngay. Sukuna lên 6 sao. Đây, ủa nhiều khôi chưa này. Nhìn này, có nhiều khôi kinh khủng luôn nha. Ghép. Một em 6 sao đã hoàn thành. Ai chà chà, căng nhà. Rồi, bây giờ là vị tướng này của mình đang ở trong đội nào để mình bỏ ra luôn này. Rồi, tiếp tục là vào trong phần đấu trường để mình bỏ trong cái đội hình thủ ra anh em ạ. Đấy, bỏ em này đi. Thay vào đấy là em Maki cho vào này. Lưu đội hình cái. Quay trở về. Còn trong một phần nữa là thử thách vực sâu. Đây. Cái này thì sẽ cần phải cài lại. Sau đó là khiêu chiến. Bỏ này ra. Cho em này vào. Đấy. Xong phải bắt đầu khiêu chiến nó mới lưu. Đấy. Ok luôn. Bỏ qua. Ok ngay. Đấy. Bây giờ là chúng ta có thể dùng em Yuki làm phôi rồi. Mở khóa cái đã. Mở khóa luôn này. Ok nha. Rồi, để mình áp anh Sukuna lên em một nào. Hóng quá, hóng quá. Đây rồi, chọn luôn anh em ạ. Sạc nhận luôn, sợ đếch gì tăng sao nào anh em ơi. Lên đi. Wow, ngon lành luôn anh em ơi. Lực chiến tăng lên 60k. Ây à, các chỉ số đây tăng lên nhiều vãi. Được này. Uầy, lên E2 thì lại cần thêm một em Sukuna 6 sao nữa. Và cần thêm một em 10 sao nữa. Ôi, căng nhở. Ui, ghê đấy. Ok, để mình tiếp tục là nâng cấp lên cho Sukuna xem nào. Ui, thiếu nhiều cái thẻ XP tướng quá. 247 rồi, max là level 280 cơ mà. Nhưng mà Sukuna sau khi lên được M1 cái, tất cả bộ skill của em nó đã lên được level 3 hết rồi anh em nhá. Bây giờ thì mình cũng sẽ đổi thêm cho em Sukuna của mình một cái găng quang huy nữa. Thì nó sẽ có được thêm một cái buff là sinh lực cộng 5% cả 4 món nha anh em. Tuyệt vời luôn.
Còn lại thừa bao nhiêu tài nguyên thì mình sẽ nâng cấp cho em Maki của mình thêm một tí. Giờ mặc dù nó yếu hơn một tí rồi nhưng mà không sao cả anh em nhá. Vẫn cứ là ok đi, nó đánh một mục tiêu cũng được. Cho vào trong đội hình xem nào. Rồi, thế thì bây giờ đội hình của mình sẽ có em Sukuna lên được 11 sao và tiếp tục đi vượt ải. Xem như thế nào nhá. Chiến luôn này. Tí nữa thì mình cũng sẽ test thử trận đánh PK với một bạn ngày hôm qua, xem nó đánh được bạn ấy hay chưa. Và cái lỗi PK thì đã được khắc phục hay chưa anh em nhá. U là trời, đứng hàng đầu bị choáng luôn kìa. Kojo, làm gì đi. Rồi luôn. Búp lên nào. Đây rồi. Úi xài. Sự sát thương của anh Sukuna cứ phải gọi là hắc bọt anh em ạ. Ok nha. Chầu đấy. Kojo tiếp tục là sử dụng skill. Ulti. U lại trời. Đau chưa. Rồi Toji nào. Ê. Ủa. Sao này mỗi lần sử dụng hiệu ứng skill là nó bắt đầu hơi lắc lắc tí anh em ạ. Đây rồi, anh chú. Ôi da. Cố lên nào. U là trời. U là trời. Ui da. Hốn nhờ con boss kia trâu đấy. Ui da. Ui da. Bỏ qua thử xem nào. MVP gọi tên Sukuna anh em nhá. Được nha. Căng đấy. Bây giờ là đi đánh đấu trường đi. Xem thử cái bạn hôm qua xem như thế nào nha. Từ từ đã. Mình sẽ đánh với một bạn đội hình này nha. 840. Ok. Bỏ qua xem nào. Thắng nha. Tiếp tục tìm bạn ngày hôm qua đi. À thôi để yên đấy. Luffy mũ rơm. Ê à, bạn này lên yêu lực nhanh ấy nhở. Ủa, đội hình full 9 sao với 10 sao rồi này. Cũng căng ấy chứ nhở. Ghê đấy. Được này, bạn này nhiều phôi này. Gắt này. Tí nữa mình sẽ check. Đây này, hôm qua là mình đánh với bạn này. Đây, bạn này vẫn nuôi Maki này. Gắt phết nhở. Các bạn này nâng cấp lên 9 sao, 10 sao hết rồi. Tí nữa mình cũng sẽ đi kiếm phôi nâng cấp quánh thử xem. Hiện tại là mình đang bị thua yêu lực so với bạn đấy. Nhưng mà đánh thử đi, xem như thế nào nha. Rồi, một phát đầu tiên của anh Sukuna, Hana của team bạn gần nằm. Ủa, nhưng mà Sukuna team bạn đấy đánh cũng đau nha. Không đùa được, Gojo. Không thốn lắm. Đây rồi, có Hana. Hana búp lên, chia sẻ sát thương đi. Đừng để nó đánh mình em ơi. Trời ơi, đau quá. Ghê vậy em Yuki, bạn ấy ghê nhở. Ủa, Sukuna đau thế. Ây à. Ây à. Ảo nha. Em Sukuna, à em Maki của bạn ấy đánh ghê vậy. Giờ còn mỗi anh Gojo thôi. Ok. Anh em thấy như thế nào? Vẫn cứ là ok anh em nhá. Rồi, Hana hẹo chưa? Chưa hẹo. Anh chơi được. Ui, cố lên. Ôi. Ảo thật đấy. Vẫn thua. Kiểu gì vậy? Thề luôn ạ. Chiến thắng nhưng mà cái lỗi PK thắng thua vẫn chưa khắc phục được anh em nhé. Nhưng qua đó thì anh em có thể thấy là sức sát thương vẫn gọi tên Gojo anh em nhé.